đầu thì Magic Beginner chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành riêng cho bạn. Trung tâm nghệ thuật Adam lần đầu cho ra mắt học Magic Beginner với mong muốn tạo dựng một sân chơi bổ ích, một cộng đồng kết nối những bạn có chung niềm yêu thích với bộ môn nghệ thuật thứ 8 của thế giới này. Ở khóa học này, đội ngũ giảng viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn làm quen cũng như là có cái nhìn đa chiều hơn về bộ môn ảo thuật. Ngoài việc giúp các bạn rèn luyện sự tự tin, tương tác, biểu diễn trước đông người, đội ngũ giảng viên của chúng tôi sẽ gửi cho các bạn những lộ trình cũng như cách thức luyện tập hiệu quả và thông minh nhất trong mỗi buổi học. Ngoài những tiết mục ảo thuật cực kỳ là sắc và cao thời gian về đấy, thì các bạn sẽ được hỗ trợ cũng như là luyện tập những bài biểu diễn đó. Và hơn hết, sau mỗi buổi học, các bạn sẽ sở hữu riêng cho mình những đạo cụ ảo thuật. Và đặc biệt hơn, những đạo cụ ảo thuật đó các bạn có thể vận dụng cũng như là biểu diễn mọi lúc mọi nơi và với bất cứ ai. Sau 12 buổi học tại khoa học Magic Beginner, các bạn sẽ sở hữu cho mình ít nhất gần 30 chiếc ảo thuật. Buổi học đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với những bài ảo thuật đơn giản nhất, đó là những chiếc chun và bộ bài. Ví dụ như này, hai sợi chun chúng ta sẽ học cách làm sao để ra hai chun làm một. Hay đơn giản những bộ bài 52 lá đen đỏ xen kẽ, các bạn sẽ học được cách búng tay để bộ bài sẽ trở nên hoàn toàn là giống nhau. Ở 4 buổi học tiếp theo, các bạn sẽ thành thạo ít nhất là 10 bài học tập với những dụng cụ học tập và những đạo cụ học tập dành riêng cho các bạn. Và một điều đặc biệt, những bài học tập này cực kỳ dễ thực hiện nhưng hiệu ứng lại cực kỳ cao. Buổi học thứ 6 sẽ là lúc chúng ta cùng nhau ôn luyện lại những kiến thức đã học trong các buổi trước. Và đó sẽ là một bài kiểm tra nhỏ nhỏ dành cho các bạn học viên. Ở 4 buổi học tiếp theo, các bạn sẽ được thành thạo những bài ảo thuật với độ khó cao hơn, độ khó cao hơn và chắc chắn đến lúc đó hiệu ứng cũng sẽ cao hơn. Ví dụ như này, một điều đặc biệt hơn nữa, trung tâm nghệ thuật Nam với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn các bạn những bài ảo thuật đọc suy nghĩ từ trong tâm trí của khán giả. Buổi học thứ 11 sẽ là lúc chúng ta làm quen với những đạo cụ ảo thuật sân khấu. Ví dụ như ở đây tôi có một quyển sách là màu trắng. Các bạn sẽ học cách phủ ép cho quyển sách này có hình. Và sau đó là có màu. Thật là thú vị phải không nào? Buổi thứ 12 sẽ là lúc chúng ta tổng kết lại toàn bộ kiến thức chúng ta đã học. Cùng với đó, trung tâm nghệ thuật Adam chuẩn bị một sân khấu dành riêng cho các bạn tỏa sáng. Và đừng quên, buổi học này các bạn hãy mời những người thân bạn bè của mình đến xem bàn tay bao giờ của chúng ta. Tôi có một lời khuyên chân thành dành cho các bạn. Nếu như các bạn không muốn vô số những khán giả hét lên ngạc nhiên vì màn biểu diễn của mình, thì tốt nhất các bạn không nên tìm đến khoa học ảo thuật nâng cao Slimehands. Bởi vì sau 12 buổi học của Slimehands, các bạn sẽ sở hữu cho mình ít nhất là 20 kỹ năng mà bất cứ bậc thầy ảo thuật nào trên thế giới cũng được phải trải qua. Song song với đó là gần 50 tiết mục ảo thuật kinh điển và cực kỳ thú vị đang chờ đợi các bạn khám phá và chinh phục. Ở 6 buổi học đầu tiên, các bạn sẽ thành thạo ít nhất là 14 kỹ năng kinh điển cùng với bộ bài. Và đây là một bộ bài ảo thuật cực kỳ đặc biệt dành riêng cho các ảo thuật gia với kích cỡ, với chất liệu và nó được nhập khẩu từ Mỹ. Với 14 kỹ năng kinh điển với một bộ bài tây, các bạn sẽ thành thạo. Cùng với đó, ở sau buổi học tiếp theo, các bạn sẽ thành thạo những kỹ năng với coin, với những bông hoa hồng và thậm chí là với những chữ bồ câu cực kỳ dễ thương nữa. Ngoài ra các bạn cũng sẽ được trang bị những công cụ, những bí mật để các bạn có thể sở hữu sáng tạo lên những đạo cụ ảo thuật từ chính đôi bàn tay của mình. Các bạn sẽ sở hữu cho mình ít nhất là thêm 20 chiếc ảo thuật cực kỳ là thú vị. Và đừng quên, với những chiếc ảo thuật đó, các bạn có thể biểu diễn mọi lúc mọi nơi và với bất cứ ai. Thật là thú vị phải không nào? Đừng quên, Slimehands là khoa học nâng cao dành riêng cho những ảo thuật gia chuyên nghiệp và bất cứ bậc thầy ảo thuật nào trên thế giới cũng đều phải trải qua nó. Nếu như các bạn muốn sở hữu cho mình những kỹ năng thượng thừa và bất cứ bậc thầy ảo thuật nào trên thế giới cũng được có, thì hãy đăng ký ngay Slimehands với chúng tôi ngày hôm nay nhé.